Chặng thứ 4, suy niệm. Lạy Chúa Giêsu, con hình dung ra Chúa khi gặp thân mẫu mình. Đức Maria đứng đó, chen lấn qua con đường đông đúc, với cơ mang bao nhiêu là người xung quanh mẹ. Điều duy nhất khiến mẹ khác với những người xung quanh là mẹ ở đó để đồng hành cùng với con mình. Đó là một cái gì đó chúng con thấy mỗi ngày. Những bà mẹ đi cùng con cái đến trường, hoặc đến bác sĩ, hoặc đưa chúng đi làm. Tuy nhiên, Đức Maria khác với những bà mẹ khác. Mẹ đang tháp tùng con trai mình đến cái chết. Phải nhìn thấy con mình chết là điều tồi tệ nhất, là điều bất thường nhất, vượt quá trí tưởng tượng của mọi người. Và còn tàn bạo hơn thế nữa, khi con mình đang chết dần mòn dưới tay của luật pháp. Trước mắt con là một cảnh bất tự nhiên và bất công biết chừng nào. Mẹ con đã thấm nhuần trong con cảm giác công bằng và tin tưởng vào cuộc sống. Nhưng những gì con nhìn thấy ngày hôm nay thật trái ngược. Nó thật là vô nghĩa và đau đớn. Lạy mẹ Maria, con hình dung ra mẹ nhìn vào đứa con tội nghiệp của mẹ. Trên lưng Chúa hằn lên những dấu vết của những trận đòn roi, và Chúa bị buộc phải vác cây thánh giá nặng nề. Không nghi ngờ gì, chẳng mấy chốc nữa đây, sức tàn lực kiệt, Ngài sẽ té xuống bên dưới nó. Dẫu mẹ biết rằng sớm hay muộn điều này sẽ xảy ra, vì điều đó đã được tiên báo cho mẹ. Nhưng bây giờ khi nó đang diễn ra, mọi thứ đều khác. Chuyện đời là thế, chúng con chẳng bao giờ sẵn sàng trước những thực tế khắc nghiệt của cuộc sống. Mẹ Maria giờ đây đang rất buồn, như bất kỳ người phụ nữ nào rơi vào tình cảnh của mẹ. Nhưng mẹ không thất vọng, đôi mắt mẹ không tối sầm lại, không tuyệt vọng và cúi xuống. Đôi mắt mẹ đang rực rỡ ngay cả trong nỗi buồn của mẹ, bởi vì mẹ có hy vọng. Mẹ biết rằng cuộc hành trình của con mẹ sẽ không phải là một chuyến đi một chiều. Mẹ biết, mẹ cảm thấy một cảm nhận mà chỉ có những bà mẹ mới có thể cảm nhận được, rằng mẹ sẽ sớm gặp lại con mẹ. Lời nguyện. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn hướng mắt lên gương của Đức Maria. Mẹ đã chấp nhận cái chết của con mình như một mầu nhiệm của ơn cứu rỗi. Xin giúp chúng con hành động
với cái nhìn chăm chú vào sự tốt lành của người khác, và được chết trong niềm hy vọng phục sinh, với ý thức rằng chúng con không bao giờ đơn côi hay bị bỏ rơi bởi Chúa hay Đức Mẹ. Là người mẹ từ ái, luôn quan tâm đến con cái mình.